Hello cả nhà. Cả nhà khỏe không nè? Hôm nay em ra em thấy ông chồng em mua cái cây về để thấy 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 trái cây cho em rồi. Hồi trước có mua mấy cây rồi cả nhà ơi, mà thấy ai những người nào lớn lớn tuổi không có cái tội nghiệp đem cho hết. Bởi bị vợ cứ kêu réo cái hái hái trái cây hoài giờ cho nên giờ mua cái khác cho vợ nè. Thấy thương không? Giờ đi ra hái ổi đi, gắn đi, gắn đi, ra hái ổi cho vợ ăn đi, kiểu mấy con sóc nó ăn hết rồi á. Bố mua này ở đâu? Hôm nay mua màu xanh cho mát trên cái xe à? Cái này là nhiêu bố? Bữa bữa mua là nhiêu? Dạ, có 40 đồng. 40 đồng, là cái này là extend được luôn không? Hay là cái này là extend được luôn nè, em thấy nó có hai chốt kìa. Cái này có extend được luôn bà con. Thấy hai chốt nè bà con. Cái loại xanh ra tiết không có extend được. Cái này là cái loại này sen dài, nhưng mà thường thường á ngắn ngắn vậy là vừa rồi, nó đã dài vậy là vừa rồi, chừng nào cái cây quá cao thì mới sen ra thôi. Cái sen này cho nhà nào mà cây cao thật cao giống như nhà Cúc á, hái mấy cái trái bơ á đó. Còn cái ổi nhà mình ngắn, thấp mà kỳ mai mốt về tỉa nó bớt ngắn xuống bớt nữa. Cái này bố nói 40 hả, là tính thuế rồi luôn á hả, là 40 hả? 39 đồng, thuế chắc phải hơn. À, có nghĩa là cái giá là 39 đồng rồi tính thuế vô nữa. Đấy. Thì tùy chỗ mọi người mua ở đâu rồi mua đó. Mình ở thuế đây nó có 7.75 mà cho nên nó được rẻ hơn chút. Cả. Đó, stem chỉ cao với vậy, cái trái nó thấp dưới đây nè. Không, mấy cô mình thấy lên trên cao đó. Nó này là nó dài maximum là bao nhiêu bố? Trời ơi, nó dài tuốt ở dưới đây nè cả nhà. Maximum là bao nhiêu bố? 12 feet luôn hả? That's... Wow. Dài. Loại rẻ hơn thì nó phải như lắp lắp ra lắp vô kìa. Rồi, giờ sao? Hay rồi, sao? Thế nào? cho nó lại về vị trí cũ đi, tự vì mấy cái trái em nhờ anh hái nó thấp thấp dưới đây thôi. Rồi đi ra hái giùm em đi, em thấy nó chín rồi nè. Quảng cáo về Amazon. Nè, bởi vậy kêu Amazon trả tiền cho mình đi. Kìa, bố thấy không, trái nó chín rồi kìa, nó hường hường, nó vàng khe cho nó kìa. Đâu, thấy đây. Đó, đây nè. Thấy không, cho dạy cho ngắn đâu tới đâu, thấy không, phải extend. Tới, đây nè, nó trái ngay đây nè, mà sao không tới được đó. Coi chừng hái cái trái khác luôn đó nha. Ok. Giật một cái là xuống nè. Rồi, đâu, cho coi coi. Rất làm cho nhỏ. Trời ơi, đã nói rồi. Cũng to đó. Mà nó, cái này là ổi đỏ đó cả nhà, gọi là Supreme, Red Supreme Guava. Rồi bên đây nữa bố. Ngon lắm á. Nhưng mà cái này nó hơi bị xấu xí nè. Mấy trái kia đẹp. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Nè, bố thấy đằng đó không? Trái bự đằng đó đó. Zoom nó tới nè. Đó, cho coi. Nào đâu dài đâu đâu thấy không, vừa đủ thôi. Thì em coi chừng cái trái nhỏ nha, bố xoắn một cái đi, hả? bố xoắn bố để sát vô, Hết rồi. bố để cái cây á, sát vô rồi bố kéo cái trái đó thôi, đừng có kéo mấy trái nhỏ. Thôi bố cầm đi, em què em hái cho. Em thấy bố vớt từ ở dưới lên á nó dễ hơn. Bố làm vậy là trái nó bị sờ ấy rồi. Sao? Bố vớt cái quay cái cuốn lại. Từ đó mà cái rồi con kiều nó đẹp rồi, nó đẹp gì là bị có dấu rồi. Dấu có thấy chưa, bởi em nói bố ấy lại cái kiểu lại á, thấy không, có dấu nè, kinh nghiệm nè, bởi vì mình là chuyên môn hái trái cây cho nên mình rành, thấy cả nhà thấy không. Nhưng mà không hái vậy đứa cái kia không phải, ý em nói là bố để như nè, bố để ngược cái này lên vậy nè, bố hái từ trên xuống, bố xỏ vô một cái bố dứt một cái thì rồi, nó không có ăn bị liền đi. Xấu xí như vậy. Chút nữa cho bố ăn trái xấu. Một. Bên đây, bên đây bố, bên đây em thấy có hai trái nè, bố hái cho em đi. Thấy chưa bố? Bố thấy chưa, nó cắn rồi kìa. Con nào? Con sóc chứ con nào nó cắn rồi, thấy cái dấu cắn không? Đâu? Đây nè, cái trái ngay đây nè. Này hả? À. Bứt được rồi, coi như phải hái. Bứt không có tới á. Coi chừng táo ta, cây táo của má. Đó nào?
trước mê cái cổ của anh kìa. Cái nào? Trước mặt anh kìa, là cây táo đó. Okay. Rồi hái đi. This one. Nô trái trước mặt anh đang đây nè, hái trái đó luôn cũng được, hai trái đó đi. Đó đó, hái, em nói anh để ngược lại. Để ngược lại rồi dích lên. Rồi, phải kéo xuống anh dùng cái đòn cắt. Ơi ơi thôi anh cầm đi em làm cho. Nè. Dù hay lắm, vừa làm đi. Quay đi. Nè nè, đang quay á. Đi vô làm đi. Để ngược, để có xích qua đây kẻo mấy trái táo của má rớt hết rồi má đang chờ ăn á. Yêu hại lắm, vừa làm đi. Đó, khi nào cũng để dưới vậy nè, vớt lên đó thì nó đỡ hơn, nó không có hư. Coi coi cái trái kia, cái này thường thường nó ba trái á, thành ra rồi chạy rồi. Ú, dù làm hay quá chạy rồi. Chạy không? Chạy chạy cái chắc luôn rồi đó. Cái này là theo cái kiểu của bố đó, không có được thành trái này luôn. Như mày đạt mà đó, nó chín rồi không, nó đụng vô cái nó rớt luôn rồi nè, bố thấy không? Như mày đạt rồi, bố lấy ra vậy à. Rồi cầm vô, that's it. Đi coi chừng nè, coi chừng nè. Nè cả nhà ơi, trái táo của em nè, đó táo thái xanh. Phiền. Mà ông xã em mấy cái bông nè. Phiền. Cứ đi qua một cái không có thương gì mấy cái trái táo của em á. Má đang chờ được ăn á. Đây coi còn không bố. Để coi còn rồi. Còn nè kìa, nè, còn một trái vàng khè rồi kìa. Bố. Đưa đây, đi qua đây. Ủa cái rổ đây nè, ngay đây, ở dưới đây nè. Ở dưới đây nè, bố đút cái cây ở dưới đây nè. Đây nè. Đây em chỉ cho, ở dưới đây nè. Đó, trái vàng vàng đó đó. Nó có hai trái nè bố, cho nên cẩn thận nha. Trái kia nó cũng bự gần gần bằng nhau rồi đó. Nó sắp chín. Mắc cái thang lên bể nó lại á. Thì bố làm đi. Ở nhà coi kìa, thấy không? Nó chơi mấy con sóc á. Trái nhỏ nhỏ vậy mà nó cây nó cắn kìa. Bực không? Nhìn thấy bực mình không cả nhà. Đó, cả nhà coi đi. Nó trồng cây mà bị nó cắn vậy. Nè bố thấy mấy cái trái ngay cái chỗ cái vách tường nó bị nó cắn mưa dơ kìa. Mấy bữa nhìn đâu có đâu, hôm qua anh kia nghe nó cắn nè. Bây giờ thấy có dấu rồi đó. Nó quậy như sao vậy? Đó, bố trèo lên đi tam cấp này thì được rồi đó, bố hai tới á. Khúc mà có bố. Đứng rồi mũi nó nào cũng đớp tiếc. Đớp nãy giờ rồi. Em thấy bố đưa cái tay bố xoay một cái là nó ra. Xoay nhẹ một cái là nó ra, coi chừng té nha. Được không mà em làm cho. Coi chừng hai trái kia nha, xoay nhẹ nha. Xoay. Đưa đây. Đưa đây. Không lo mạng của chồng, lo trái cây. Bỏ vô cái chơi, tới cái rổ cho em đi. Bố ăn đi, rửa ăn đi. Trời ơi, mấy con muỗi nó đang cắn. Được 6 trái cả nhà ơi. Đi rửa đi, bố ăn đi. Quên hỏi bố nãy, bố mua cái đó là cái hiệu gì hả bố? Hả? Đâu cái hiệu đâu? À, Eversprout. Cái hiệu, đây là cái hiệu nè cả nhà. Eversprout. Dấu hiệu. Cho bố ăn cái này đi. Cái này nó còn giòn giòn. Thôi cho bố ăn cái này đi. Cái này nhỏ nhỏ. Cái nhà coi, nhà em á hả? Mùa thu người ta tắt, người ta ra mùa xuân. Còn nhà em là tắt nó vàng ngay mùa thu nghe cả nhà. Nhà em mà thấy tắt mà nó vàng là biết là mùa thu đến nè. Nè anh ăn đi anh. Em rửa rồi nè. Sâu không? Không có sâu. Ổi này lái trên cây đâu có mưa đâu mà sâu.
cắn vô trong. Ngon không? Ngọt không? Chịu. Này dạ, cũng thơm thơm. Này giờ Việt Nam nó bán nhiều lắm á. Ở trong nó ngọt. Đang quay mà làm gì á ta? Là kiếm muối. Kiếm làm gì? Thử quá, miếng nó đốt nữa. Cắn thử một miếng nha. Ăn đi. Ha. Thơm quá thơm. Dù có dùng, ngon. Có dùng muối cắn vô không? À, cắn ở phía trong đi, bố cắn ngay vô hộp nó ngọt lắm. Bố ăn hộ. Nhưng mà cái phần đó mới là ngọt. Hộp này hộp nhỏ mà lo gì. Ăn đi. Cắn vô trong cái. Cắn thử đi, nó ngọt lắm. Cắn phía trong á. Không ăn hộ. Cũng thích ăn hộ. Vô ăn đi. Hộp đâu có nhiều là anh nhìn đây hả? Thấy không? Vô cắn hết rồi gì đâu. Ai mà cắn hết được. Mà cái này xong rửa cho sạch đi, nó bụi ra nó rớt nữa. Ghê quá. Rửa rồi, rửa sạch rồi. Cả nhà ơi, mấy cái ổi này á, trồng 2 năm là có ăn rồi, trồng từ hộp á, 2 năm là có ăn rồi cả nhà ơi. Ai muốn xin hộp thì nhắn lên cho em biết rồi em cho hộp nhé. Mai mốt em cũng chiết mấy cây này luôn. Trái này cũng bự nè, trái nãy bố hái nè. Dập nào, cho bà nội đi. Dập nè, cho bà nội đi, thấy ghê không? Hả? Quay quay lại coi, quay cái trái đó lại coi. Đó, đó bự vậy đó, năm nay nó cũng vừa vừa cả nhà. Năm ngoái nó bự hơn, tự năm nay nhiều trái hơn trái nó không có bự bằng. Bà nội ăn ổi bà nội ơi. Được ăn không? Sao ha? Cắt đi. Cái này trong nó được. Còn cứng phải không? Ừ, còn cứng mà. Đó. Ồ. Ồ, cái ruộng nó đẹp quá hả? Đó, đẹp quá trời. Nè, thấy không? Đẹp quá trời cả nhà ơi. Không, ít hộp lắm chứ không có nhiều hộp đâu. Con coi ngửi cho thơm. Thơm quá trời phải không? À, thơm. Rồi, bà ăn đi. Nè, cả nhà vô Amazon nè. Vô Amazon Shopping ha. Rồi, rồi cả nhà đánh vô là Fruit Picker, là cái hái trái cây á. Đó. Nhà em mua cái loại này nè cả nhà. Đó, ông xã em order cái loại. Ông xã mua loại này nè cả nhà. Cái này nó được 12 feet. Họ có hai loại, một loại 12 foot với một loại 18 foot. 12 foot á thì 47 đồng 99 cent, còn 18 foot á là 64 đồng 99 cent. Thì cái này thì cộng thêm tiền thuế nữa. Đó. Thì cả nhà ai có nhu cầu thì lên Amazon mà mua nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui. Chào cả nhà nha.